Kính thưa cộng đoàn, người ta nói xăm cái lý không một tí cái tình. Hôm nay vâng lời cha xứ, tôi xin chia sẻ thánh lễ quan thầy giáo xứ An Tôn hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, trong đơn đỉnh phụng vụ, ngoài việc kính Chúa Ba Ngôi và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống thế làm người, thì còn có những ngày kính các thánh. Mỗi một thánh là một tấm gương để chúng ta noi theo bắt chước. Đặc biệt thánh An Tôn được rất nhiều người sùng kính. Ảnh tượng thánh An Tôn thì tràn lan, và có nhiều nơi cũng nhận thánh An Tôn làm quan thầy. Ví dụ ngày hôm nay giáo xứ chúng ta đây, giáo xứ Sông Bồ, giáo xứ An Toàn, rồi chúng ta biết trên mạng đấy, ở Trại Gáo ở địa phận Vinh là một xứ mà qua đền thánh An Tôn rất là thiêng. Nhưng mà không có nơi nào nhận thánh An Tôn làm giáo xứ của mình như là giáo xứ chúng ta đây. Mà đã nhận thánh An Tôn làm quan thầy của mình và giáo xứ thánh An Tôn, thì mỗi người chúng ta phải biết tiểu sử của thánh An Tôn, để chúng ta không những là mừng kính người, cầu xin với người, và đồng thời noi gương bắt chước đời sống đạo đức của người, để mỗi người chúng ta thành một An Tôn của thời đại bây giờ. Tôi sơ qua về tiểu sử của thánh An Tôn. Thánh An Tôn Padua là một vị thánh rất gần gũi và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Ngài sinh năm 1195 tại Lisbon với tên gọi là Fernando. Cha ngài là hiệp sĩ và là viên chức tại triều đình hoàng đế Alfonso thứ hai, vua nước Bồ Đào Nha. Fernando được gửi đi học trường nhà thờ chính tòa tại Lisbon. Nhưng vào tuổi 15, ngài gia nhập dòng thánh Augustino. Sau 2 năm học tại nhà dòng, ngài được chuyển về Colombia, bởi vì tu viện Colombia có một trường dạy thánh kinh rất là danh tiếng. 8 năm trời, Fernando nỗ lực học hỏi và đã trở thành một học giả sâu sắc về thần học và kinh thánh. Cuộc đời biến đổi lần thứ nhất. Một ngày kia với nhiệm vụ tiếp khách, ngài săn sóc cho 5 tu sĩ Francisco trên đường tới Morocco. Về sau họ bị tàn sát, dã man, và thi hài họ được đưa về Coimbra để tổ chức quốc táng. Fernando mong ước biến đời mình cho cánh đồng truyền giáo xa xăm và cũng được phúc tử vị đạo như vậy. Nôn nóng với ước vọng mới, Fernando rời dòng Augustino để gia nhập dòng Francisco. Nhà dòng đặt tên cho ngài là An Tôn và chấp thuận cho ngài tới Morocco. Nhưng vinh dự tử đạo không được dành cho ngài. Ngài ngã bệnh mà trở về nhà. Trên đường về, con tàu bị bão thổi bạt tới đảo Sicily. Thế là thánh An Tôn nhập đoàn với anh em dòng Francisco nước Ý. Ít lâu sau, ngài được gửi tới viện tế bần ở Forti gần Emila để làm những công việc phục vụ tại nhà tế bần. Biến cố thứ hai. Một biến cố bất ngờ khiến người ta khám phá ra khả năng đặc biệt của thánh nhân. Trong một lễ nghi phong chức ở Forti, nhà giảng thuyết đặc biệt vắng mặt, không ai dám thay thế. Cha giám tỉnh truyền cho An Tôn lên tòa giảng. An Tôn làm cho khán giả kinh ngạc. Người ta thấy ngay trước rằng ngài là một nhà giảng thuyết bậc nhất. Hậu quả tức thời, ngài được chỉ định làm nhà giảng thuyết trong cả nước Ý. Đây là một thời mà giáo hội cần đến những nhà giảng thuyết hơn bao giờ hết để chống lại các lạc thuyết. Kể từ đó, nhà tế bần Forti không còn bao giờ gặp lại người nữa. Ngài du hành không ngừng từ miền Nam nước Ý tới miền Bắc nước Pháp, hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy. Sự đáp ứng của dân chúng đã khích lệ ngài rất nhiều. Các nhà thờ không còn đủ chỗ cho người ta đến nghe, người ta phải làm bục giảng ngoài nhà thờ. Chứ rồi đường phố và quảng trường chật hẹp quá, và người ta phải mang bục ra khỏi thành phố tới những cánh đồng hay sườn đồi nơi có thể dung nạp chừng 2-3-40 ngàn người đến nghe người giảng. Nghe tin ngài đến đâu thì nơi đó tiệm buôn đóng cửa, chợ hoãn phiên họp, tòa ngừng xử án. Suốt đêm dân chúng từ khắp hướng đốt đuốc tụ về.
dường như bất cứ ai một lần chịu ảnh hưởng của Ngài thì không có gì chống lại được sự lôi cuốn bởi các bài giảng của Ngài. Ước vọng của Thánh Antôn, Ngài thường mạnh mẽ chống lại sự yếu đuối của hàng tu sĩ qua những tội nổi bật trong xã hội đương thời, như là tính tham lam, nếp sống xa hoa, sự độc đoán của họ. Mùa chay cuối cùng, Thánh Antôn giảng ở Padua và người ta còn nhớ mãi về sự nhiệt tình mà thánh nhân đã khơi dậy. Dân địa phương đã không thể nào tìm ra thức ăn lẫn chỗ ở cho những người đông đảo kéo tới nghe người giảng. Nhưng rồi sau mùa chay này, thánh nhân kiệt sức. Ngài xin các bạn đồng hành đưa về nhà thờ Đức Maria ở Padua để khỏi làm phiền cho nhà trọ. Không nói được nữa, Ngài dừng chân ở nhà dòng Đức Mẹ, người nghèo, Arsenla. Tại đây người ta vực Ngài ngồi dậy và giúp Ngài thở. Ngài bắt đầu hát thánh thi tạ ơn và qua đời giữa tiếng ca ngày 13 tháng 6 năm 1231. Sự nghiệp trong đời Thánh Antôn. Cuộc đời Thánh Antôn là cuộc đời đẹp lòng Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã thưởng công cho Ngài làm rất nhiều phép lạ. Các phép lạ do lời Ngài cầu thay nguyện giúp thì cũng rất nhiều. Thánh Antôn được minh họa lần lượt bằng nhiều hình ảnh. Ngài cầm quyển sách, một ngọn lửa, một hoa huệ tươi nở, bầu ngẫm hài nhi Giê-xu hay đang rao giảng cho đàn cá. Người ta cầu khẩn Antôn Padua để được tìm thấy các đồ vật bị mất. Phép lạ người ta hay nhắc đến nhất đó là phép lạ về bí tích thánh thể tại Bourges. Đây là phép lạ lừng danh nhất về một con lừa thờ lại bí tích cực trọng. Hôm đó Ngài gặp một người Do Thái không tin phép bí tích thánh thể. Người này tỏ ra thách thức trước mặt Thánh Antôn. Thánh nhân nói, nếu con lừa ông cỡi mà nó quỳ xuống thờ lạy Chúa Giê-xu ẩn mình trong hình bánh thì ông có tin không? Người Do Thái nhận lời thách thức. Hai ngày ông ta không cho lừa ăn cái gì, ông để nó nhịn đói. Sau đó ông dẫn tới chỗ họp chợ, giữa một bên là lúa mạch và bên kia Thánh Antôn kiệu mình Thánh Chúa đi qua. Con vật quên đi cơn đói của mình, nó quay sang thờ lạy mình Thánh Chúa. Qua tiểu sử của Thánh Antôn, chúng ta rút ra được những bài học gì? Trước hết, các em noi gương Thánh Antôn tuổi trẻ, hãy cố gắng học tập để cho mình có một vốn kiến thức trước khi bước vào đời. Về văn hóa, bây giờ ít là phải hết lớp 12. Điều này đối với giới trẻ giáo sư Antôn thật quá dễ dàng. Các gia đình kinh tế đều khấm khá, trường lớp thì gần nhà, không xa vắng như thời Thánh Antôn và cha mẹ chúng ta trước đây. Về đạo cũng vậy, có cha xứ, có các sơ, có các anh chị giáo lý viên, có những lớp giáo lý và sinh hoạt. Rồi những tháng dâng hoa, dâng hạt, làm cho đời sống đạo đức vui tươi, sẩm uất và đậm nét trong ký ức tuổi thơ. Hoàn cảnh xã hội bây giờ cũng không còn khó khăn khắt khe như cách đây mấy chục năm về trước. Nếu thi vào được các trường đại học, các em sẽ có được một chỗ đứng trong xã hội. Hãy sống tốt đạo đẹp đời, nhờ đó làm cho danh cha được cả sáng, ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mà nếu có đi tu, cũng cần có bằng cấp mới được gửi đi du học để sau này về phục vụ một cách tích cực hơn. Đối với những em đã trưởng thành muốn xây dựng gia đình thì cũng phải tìm hiểu cẩn thận. Khi bước vào đời cũng như Thánh Antôn, hãy chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp phù hợp với sở thích và khả năng của mình, và phải kiên trì theo đuổi mục đích mà mình đã chọn. Người xưa nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nghĩa là có một nghề giỏi thì một đời được đảm bảo. Nhưng đời không như mơ, tình không như thơ. Thánh Antôn đã không đạt được như ý thuở ban đầu, là đi giảng đạo ở miền xa xăm và được phúc từ đạo. Ngài bị ốm đau và được xếp cho làm công việc phục vụ những người già cả ốm đau bệnh tật tại viện tế bần. Thánh nhân đã khiêm nhường và làm trọn bổn phận được trao phó cho Ngài. Chính vì thế mà Chúa đã nâng Ngài lên trong một dịp có thể nói là Chúa an bài. Chúng ta cũng vậy,
Trong cuộc đời rất có thể nhiều khi gặp những điều không được như ý, những đau khổ vì ốm đau bệnh tật. Hãy bình tĩnh, khiêm nhường cho Thánh Nhân Tôn, chấp nhận những thử thách mà Chúa gửi đến. Với đức tin, chúng ta hãy trông cậy và phó thác. Chúa sẽ dắt dìu chúng ta qua những bước gian nan thử thách ấy. Như Thánh Nhân Tôn không được phúc từ đạo, nhưng đã trở thành một giảng thuyết lừng danh, đem lại nhiều linh hồn cho Chúa. Kính mừng ngày lễ Thánh Nhân Tôn, quan thầy của giáo sư An Tôn hôm nay, chúng ta không chỉ cậy Ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta trước tòa Chúa, mà còn phải học hỏi các nhân đức nơi Thánh Nhân Tôn như khiêm nhường, bình tĩnh trong những gian nan thử thách, thăng tiến trên đường nhân đức, truyền đạt lời Chúa cho những người chung quanh mình, chia sẻ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, sống trong xã hội văn minh tiến bộ nhưng duy vật vô thần và đầy cám dỗ như hiện nay. Chúng ta cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh An Tôn làm cho chúng ta nên những An Tôn của thời đại này, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen. Xin cảm ơn phụng đoàn.